Chào cả nhà. Hôm nay mình có một cái vấn đề cần sự chỉ giáo của các siêu cao thủ. Chuyện là sầu riêng của mình đã sổ nhụy khoảng cỡ được hơn tuần rồi các bạn. Mình thấy có khá nhiều cái trắng trắng như vậy nó bám trên cái trái non. Thì theo mình tìm hiểu cũng như một số thông tin của các chủ thất, các cái kênh nói về sầu riêng, thì có người bảo rằng cái này là lớp bảo vệ. Bên cạnh đó thì cũng có người nói rằng cái này là rệp sáp. Không biết làm sao năm nay của mình bị rất nhiều, đặc biệt năm nay cái mùa nắng nóng, mình cũng hơi nghi ngờ nó là rệp sáp. Nhưng mà mình thấy cái này nó chỉ có tơ không, mình chưa thấy có cái con rệp nào cả. Mình cũng đang phân vân không biết có nên phun rệp sáp hay không nè. Mình thử lên hỏi ý kiến các cao thủ xem như thế nào, chỉ giáo cho mình để mình có thể có phương pháp xử lý. Mình thấy riêng đặc biệt trong năm nay thôi nha, năm nay thì nắng nóng nó hơi bị gắt, cho nên mình thấy cái hiện tượng này nó bị khá là nhiều, chắc khoảng 90% trái nhỏ ngoài đậu của mình như thế này. Cả nhà chỉ giáo nữa mình xử lý, nhưng mà chắc là mình cũng sẽ theo dõi xem nó có gây hại gì hay không. Mình sẽ có bước xử lý tiếp theo. Mùa nắng nóng nó gây gắt các bạn, nước nuôi thì khan hiếm, không biết năm nay sẽ như thế nào, tình hình sẽ đi về đâu. Nắng nóng hạn hán diễn biến phức tạp, khu vực của mình chắc là gần 5 tháng là chưa có giọt mưa nào. Mình thì cũng đang cầm cự thôi. Mình xin chào các bạn nha, anh cao thủ xin chỉ giáo giùm. Mình sẽ rất là biết ơn các bạn. Hôm nay xin chào và hẹn gặp lại.